Đường đua phim Hoa ngữ hè 2023, khi dàn đỉnh lưu không còn giữ được phong độ. Mỗi dịp hè về, chính là thời điểm đường đua phim ảnh cực kỳ nhộn nhịp, hầu hết các đơn vị phát sóng đều muốn phim của mình chiếu trong dịp hè, bởi lẽ đây là thời điểm khán giả có nhiều thời gian rảnh rỗi. Năm nay, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đã đón chào hàng loạt tác phẩm được đầu tư lớn lên sóng, trong đó, các dự án phim của dàn đỉnh lưu lượng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, phim của dàn đỉnh lưu mùa hè năm nay lại không bùng nổ, thậm chí còn flop thảm. Phim mùa hè của dàn đỉnh lưu flop thảm. Từ đầu mùa hè năm nay, đường đua phim ảnh Hoa ngữ cực kỳ gay cấn, với hàng loạt dự án được lên sóng, không khó để nhận ra, dàn lưu lượng đình đám lứa 9X của CBIP đều có phim chiếu. Tuy nhiên, được mong đợi nhiều là thế, các bộ phim này vẫn khiến người xem phải thất vọng. Trong đó, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn là bộ phim gây thất vọng nhiều nhất, mang tiếng là dự án cấp S cộng, được đầu tư lớn, có sự tham gia của hai lưu lượng đang cực hot. Thế nhưng bộ phim này lại chẳng được mấy khán giả quan tâm, dù đã chiếu gần đến tập cuối, thành tích của An Lạc Truyện vẫn lẹt đẹt và bị loạt phim mới lên sóng đè bẹp. Tiếp đó, Khói lửa nhân gian của tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính cũng gây thất vọng chẳng kém. Bộ phim bị đánh giá kém cả về nội dung và diễn xuất, đặc biệt nam chính Dương Dương gây tranh cãi vì diễn xuất dầu mỡ, ngoại hình kém nổi bật, thua xa cả nam phụ Ngụy Đại Huân. Khói lửa nhân gian của tôi mở điểm đu ban là 4.1 điểm, thế nhưng hiện tại chỉ còn 3.2 điểm, với hàng loạt đánh giá 1 sao. Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn là một trong những bộ phim được mong đợi nhất mùa hè năm 2023 này. Không chỉ có nguyên tác nổi tiếng, dự án phim này còn có sự tham gia diễn xuất của đỉnh lưu lượng là Tiêu Chiến. Đáng tiếc, bộ phim lại không bạo lớn như mong đợi. Đa số khán giả cho rằng, nguyên nhân thất bại thuộc về nữ chính Nhậm Mẫn, với ngoại hình kém sắc, không tạo được phản ứng hóa học với bạn diễn nam. Hay như Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trác đóng chính, cũng flop thảm khi lên sóng, được mong đợi là vậy. Thế nhưng dự án phim này khi chiếu có chút nhiệt, nhưng đến lúc kết thúc lại chẳng được mấy ai quan tâm. Có ý kiến cho rằng, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ ngoài nhan sắc của dàn diễn viên ra, thì chẳng còn lại gì đáng nhắc đến. Trên đường đua phim ảnh mùa hè năm nay, Angelababy có đến hai bộ phim được lên sóng là Trần Duyên hợp tác cùng Mã Thiên Vũ và Mộ Sắc Tâm Ước đóng cùng Nhậm Gia Luân. Cả hai tác phẩm này đều không thể giúp nữ diễn viên thoát mắt Bình Hoa Di Động. Angelababy được nhận xét là đẹp, tỏa sáng trong mọi khung hình, nhưng đáng tiếc là vẫn thiếu diễn xuất. Nhìn lại loạt phim lên sóng trong hè 2023, nhiều người không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Ngay cả đỉnh lưu như Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Dương cũng không thể giúp phim thành công như kỳ vọng. Thậm chí, phim mới của cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương còn bị đánh giá thấp và liệt vào hàng những tác phẩm đáng thất vọng từ đầu năm 2023 đến nay. Phim được đánh giá cao khá ít ỏi. Bên cạnh những bộ phim flop thảm khi lên sóng hè 2023 này, vẫn còn có những tác phẩm tạo được dấu ấn sâu đậm, thậm chí gặt hái thành tích lớn. Đây được xem là những điểm sáng hiếm hoi trên đường đua phim ảnh hè này. Nổi bật nhất cuộc chiến phim ảnh của các đỉnh lưu lượng hè năm nay phải kể đến Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính. Vừa lên sóng, bộ phim đã gặt hái loạt thành tích ấn tượng, thậm chí bỏ xa cả Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến đóng chính. Nội dung cải biên hợp lý, diễn xuất của Dương Tử quá xuất sắc, đã giúp Trường Tương Tư trở thành bộ phim có nhiệt độ cao nhất trên nền tảng Tencent từ đầu năm đến nay. Chưa dừng lại ở đó, Trường Tương Tư còn liên tục đứng đầu mọi bảng xếp hạng, từ chỉ số nhân vật, chỉ số phim, cho đến view vân hợp. Đồng thời dự án cổ trang này cũng đã giúp ba mỹ nam đợi bạo là Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ trở nên nổi tiếng hơn. Có thể nói, tính đến thời điểm này, Dương Tử đã đánh bại hoàn toàn Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba, thậm chí là cả Bạch Lộc và La Vân Hy. Trước Trường Tương Tư, Trường Phong Độ là bộ phim làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Tuy kịch bản phim bị chê, thế nhưng diễn xuất của dàn diễn viên đã cứu vớt tất cả. Ở thời điểm lên sóng, Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật đã khuấy động màn ảnh và thu về loạt thành tích cực kỳ ấn tượng. Một bộ phim khác được đánh giá rất đáng xem trong mùa hè năm nay chính là Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính. Đây cũng là dự án phim võ hiệp duy nhất mùa hè này, với những cảnh đánh kiếm chất lượng, nội dung hấp dẫn. Tuy không sở hữu dàn lưu lượng đình đám, thế nhưng Liên Hoa Lâu vẫn ở vị trí cực cao trên các bảng xếp hạng phim ảnh và nhân vật. Năm ngoái, Triệu Lộ Tư đã gặt hái thành công lớn với Tinh Hán Sáng Lạng. Năm nay cô nàng lại có thêm vụng trộm không thể giấu, từng bị chê không hợp vai Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Thế nhưng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã khiến khán giả phải quay xe. Nam phụ Mã Bá khiêng vai Tang Diên cũng bất ngờ được khen ngợi và là nhân tố giúp bộ phim trở nên nổi tiếng hơn. Tuy không có nhiều,
Thế nhưng những bộ phim này đã góp phần rất lớn, giúp khuấy động đường đua năm nay, đặc biệt, Trường Tương Tư là dự án được đánh giá cao nhất, từ nội dung, diễn xuất, cho đến tạo hình của dàn diễn viên. Với đà này, phim mới của Dương Tử được dự đoán sẽ còn gặt hái nhiều thành tích đáng nể hơn nữa. Nguyên nhân khiến dàn đỉnh lưu thất bại. Nhìn chung, đường đua phim Hoa ngữ hè 2023 khá sôi động, khi phim của dàn Lưu Lượng Đình Đám liên tiếp được lên sóng, tuy nhiên, số lượng thì nhiều, nhưng chất lượng và được đánh giá tốt thì chẳng có bao nhiêu. Những bộ phim từng được kỳ vọng rất nhiều như Ngọc Quốc Giao hay An Lạc Truyện đều không thể chiếm được cảm tình của khán giả. Vậy nguyên nhân khiến phim của dàn đỉnh Lưu Lượng thất bại khi lên sóng hè 2023 là do đâu? Đầu tiên, chắc chắn phải bàn về diễn xuất của dàn diễn viên. Sự thất bại của Mộ Sắc Tâm Ước và Trần Duyên do Angelababy đóng chính, phần lớn là do kỹ năng diễn của nữ chính. Suốt bao năm đóng phim, cô nàng vẫn luôn giữ cho mình combo trợn mắt, biểu cảm thiếu hồn, ánh mắt không có tiêu cự. Thêm vào đó, Angelababy cũng không tạo được phản ứng hóa học với bạn diễn nam, nên các bộ phim ra mắt đều không được khán giả đánh giá cao. Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện cũng là một điểm đen rất lớn, ánh mắt vô hồn lạc lõng, biểu cảm gương mặt gượng gạo của nàng mỹ nữ Tân Cương khiến khán giả ngán ngẩm. Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp là vậy, thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không thể thoát mắt Bình Hoa Di Động. Nam nữ chính của Khói Lửa Nhân Gian và Tuyết Ưng Lĩnh Chủ cũng gặp trường hợp tương tự, ngoại hình rất đẹp, thế nhưng khi không có diễn xuất thì phim vẫn flop như thường. Nguyên nhân thứ hai là nhan sắc nữ chính và việc tạo phản ứng hóa học với bạn diễn. Việc này biểu hiện rõ nhất ở Ngọc Cốt Giao, nữ chính Nhậm Mẫn bị đánh giá kém về khoản ngoại hình khi đứng cạnh nam chính Tiêu Chiến, tạo ra chênh lệch rất lớn. Điều này khiến phản ứng hóa học của cả hai hầu như không có, khiến người xem ngán ngẩm. Thêm một nguyên nhân nữa là việc Diềm Phụ Nâng Chính được biểu hiện rõ nhất ở An Lạc Truyện. Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba là nam nữ chính, thế nhưng lại không được ưu ái bằng dàn phụ. Khán giả đã bóc ra vô số bất công mà nam nữ chính An Lạc Truyện phải chịu, như kỹ xảo kém hơn cặp phụ, không được dùng bộ lọc, thời lượng lên sóng cũng bị cắt giảm. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến dự án cổ trang này thất bại khi ra mắt, dù trước đó vô cùng được mong đợi. Một bộ phim muốn thành công phải có nội dung hay, dàn diễn viên có diễn xuất và hậu kỳ được đầu tư. Trường Tương Tư đã đáp ứng được tốt nhất những điều kiện đó và gặt hái thành tích lớn khi lên sóng. Hay Trường Phong Độ may mắn có dàn diễn viên chất lượng, bù lại kịch bản vẫn còn thiếu sót. Có thể nói, đây là hai bộ phim đáng xem nhất mùa hè năm nay. Dương Mịch bị người qua đường chụp ảnh, fan nhìn mà muốn đội quần. Dương Mịch mới đây đã xuất hiện trong bài đăng của một blogger với diện mạo không ai ngờ tới. Trong ảnh, cô nàng đeo cánh bướm phát sáng, đang đi chơi cùng bạn. Người đăng bài chia sẻ đã gặp Dương Mịch ở Hoành Điếm. Nội dung bài đăng cho hay, tôi đã xem phim của chị Dương Mịch từ khi còn nhỏ. Hôm nay tôi tình cờ gặp chị ấy trước cửa nhà, cõng trên lưng đôi cánh bướm. Tôi không làm phiền chị ấy, tôi chỉ im lặng nhìn chị ấy. Mặt đối mặt, Dương Mịch đi ngang qua tôi. Chị ấy thực sự rất đẹp, mọi người ai cũng hò hét điên cuồng. Còn tôi chỉ biết thì thầm với bạn mình, Dương Mịch kìa, chính là Dương Mịch. Người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ blogger đã được gặp Dương Mịch, bên cạnh đó cũng không khỏi bật cười trước tâm hồn trẻ thơ của thần tượng. Cũng có người bày tỏ, Dương Mịch thực sự đang sống cuộc đời mà nhiều cô gái mong ước, có sự nghiệp thành công, thoải mái tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè sau khi tan làm. Trước đó, Dương Mịch còn đội tóc giả đi chơi, để tránh bị mọi người nhận ra. Được biết, Dương Mịch hiện đang trong đoàn phim Cáp Nhĩ Tân 1944, phim về đề tài gián điệp do EQG sản xuất, với sự tham gia của đạo diễn nổi tiếng Trương Lê, biên kịch Vương Tiểu Thương, Lưu Thiên Tráng, Lưu Kình Phi và dàn diễn viên Tần Hạo, Dương Mịch, Trương Tử Hiền, Vương Hạc Nhuận. Nội dung Cáp Nhĩ Tân 1944 kể về nhân viên tình báo Tống Trác Văn do Tần Hạo đóng, thành công xâm nhập vào cơ quan đặc vụ Nhật ở Cáp Nhĩ Tân, để cứu chiến hữu và phá hoại hoạt động của đặc vụ. Quan Tuyết do Dương Mịch thể hiện, là một thành viên trong tổ chức, bắt đầu nghi ngờ có gián điệp và tiến hành điều tra. Tuy nhiên, Tống Trác Văn thông minh và tài trí, vẫn thoát khỏi tổ chức và thu thập nhiều thông tin mật. Dương Mịch trong vai Quan Tuyết có tạo hình quyến rũ sắc sảo, với tóc dài lọn sóng và quân phục tối màu. Nhân vật này mang những đặc điểm khác hẳn với hình ảnh trẻ trung, năng động, diễm lệ, thường thấy trong đời thường của Dương Mịch. Sau khi rời Gia Hành, dường như Dương Mịch đã có thể tự do hơn trong việc lựa chọn tác phẩm của mình, gánh nặng dẫn dắt gà nhà không còn. Dương Mịch thoải mái trong việc lựa chọn phim có đội ngũ chế tác tốt, bạn diễn chất lượng, để đảm bảo sự thành công cho vai diễn. Sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch không có bộ phim nào đạt được thành tích nổi bật. Những bộ phim cô tham dự như Trúc Mộng Tình Duyên, Mắt Bảo, Định Luật 80/20 của Tình Yêu, đều nhận về lời chê bai,
Thậm chí trong định luật 80/20 của tình yêu, Dương Mịch còn bị chê diễn xuất dầu mỡ, ngoại hình thể hiện rõ cách biệt tuổi tác với nam chính Hứa Khải. Chỉ có Cảm Ơn Bác Sĩ đóng cùng Bạch Vũ về đề tài chống dịch là nhận ít lời chê nhất, nhưng thành tích cũng không nổi bật. So với các tiểu hoa cùng lứa 85 như Triệu Lệ Dĩnh hay Lưu Diệc Phi, thì thành tích phim ảnh của Dương Mịch những năm gần đây có sự thụt lùi rõ rệt. Vì lẽ đó, nữ diễn viên đang rất cần những tác phẩm chất lượng để cứu vãn danh tiếng, đặc biệt là khi cô dần đã qua tuổi để đóng dòng phim ngôn tình. Hiện Dương Mịch còn một bộ phim cổ trang là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đóng cùng Cung Tuấn chưa lên sóng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.